Việt Nam. Rồi đúng rồi. À, qua sự nhất trí của hai bên su gia, thưa hai họ, bà con nội ngoại của hai cháu. Hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm nhâm dần. Được sự nhất trí và tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Nguyễn Bồn Võ và Lê Thị Bích Ngọc. Là ngày hạnh phúc của hai cháu. Tôi đại diện là ông bác của ông Xui anh, thay mặt cho gia đình bên trai, bên gia đình. Để là ngày hôm nay là hai bên nhất trí chọn là giao hiền rễ thảo của gia đình. Và qua sự chấp nhận của họ là gái, tôi đại diện họ được chân tình cảm ơn sự nhiệt tình của gia đình đối với bên trai chúng tôi. Và qua sự nhất trí của hai bên có bàn bạc thì những lễ vẹt cưới của hai cháu thì gia đình chúng tôi đêm gồm có trầu cau và 6 mâm trà rượu củ quả để là trước là tiên linh ông bà chứng kiến cho hai cháu ngày thành hôn của hai cháu. Bên đàn trai chúng tôi qua sự bàn bạc của hai bên su gia thì những cái lễ vật gồm có 2 mâm quả trái cây, bánh mứt, rượu trà 4 quả đầy đủ để trước là tiên linh ông bà nhà mừng cho các cháu thành đôi vợ chồng. Bây giờ nhờ mời vợ chồng anh đưa cháu ra để chào họ đàn trai bà con. Em hôm nay là cô dâu, đi bên anh thật vui sao? Những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói, hãy đi bên anh đến trọn đời.
Anh biết không em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lớn, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Mẹ chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dấu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Em hôm nay là cô dâu, đi bên anh thật vui sao. Những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói, hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó. Tôi xin phép bà ngoại với ba mẹ của cháu Ngọc cho hai cháu lúc nhau báo cáo ông bà là hai cháu đã thành ninh duyên vợ chồng. Nhất bái, nhị bái, tam bái. Tứ bái. Hai cháu chắp tay lên. Nhất bái, nhị bái. Các cháu đã làm hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ công sinh thành của bố mẹ, hai bên cho cháu mừng ly rượu. Hai thằng phụ của hai bên gia đình, bên trai cũng như đó. Và bà hai cháu giờ mừng ngày hôm nay được đẹp đôi, công mấy chục năm dưỡng dục sinh thành của hai cháu. Mời ba và mẹ. Sẵn đó khắc nước làm luôn. Giờ rồi là hai cháu đã mừng ly rượu cho ba mẹ chồng. Bây giờ tới phiên hai cháu là mừng cho cha mẹ con gái. Mời anh chị. Qua sự đại diện hội đoàn trai, tôi là ông của cháu đến gặp đoàn trai đoàn bên gái để mà làm lễ hai đứa trở thành đôi vợ chồng, và sau này là hai bên cũng như là anh em về con cháu. Thì thay mặt gia đình họ Nam cũng cảm ơn gia đình bên phía châu của cháu gái cháu Ngọc, trước tiên là có bà ngoại, ba mẹ và bà con lối xóm. Và tôi cũng giới thiệu luôn, đây là ba mẹ của chồng của cháu tương lai, đây là bà nội của cháu tương lai, và tôi là ông của cháu. Và bây giờ tôi có gì khuyết điểm cũng xin đàn gái tha thứ vì con cháu hạnh phúc của nó. Giờ tôi xin nhường lời cho bên đàn gái để phát biểu. Thank you.
Xin phép gia đình trước hết là bà ngoại của cô dâu, kế tiếp nữa là bà cô với ông chú của cô dâu. Con xin đại diện là cho gia đình là con là ông già của cô dâu. Thì bên cạnh đó thì cũng có cô Tư, tức là một người chị ruột của cô ruột của cô dâu và cô Năm của cô dâu. Và kế đó là bác Sáu của cô dâu luôn. Thì nhà trai đã trình lễ đã xong rồi bên nhà gái của chúng tôi giờ tiếp tục cái để ra mắt bên họ nhà gái. Thì nếu mà cô dì chú bác anh chị nào bên họ nhà gái thì bước để xin để giới thiệu để cho ba giới thiệu để cho biết ra qua bên họ nhà gái. Trước mắt là xin mời con rể với con gái dâng rượu cho bà ngoại. Rồi cô dâu chú rể đang dâng cho uống rượu cho bà ngoại. Bà ngoại quen. Bà ngoại có gửi tặng quà cho hai đứa cháu. Rồi, bà ngoại. Rồi, đó là chụp hình để bà ngoại tặng quà cho cháu. Rồi, sao đây. Không sao đâu, ngồi nấy lại. Cũng xin kế tiếp nữa là hai con dâng rượu cho bà cô Tư. Bên nội là bà cô Tư. Hai ly luôn. Bà cô ngọt bà cho ngọt ngào cái. Quá đã luôn. Ngọt quá. Rồi cầm luôn, cầm cho mình đó, cầm cho mình. Quay cho mày. Bà cô ơi, nhìn máy bà cô ơi. Giới thiệu đây là ông chú tám của cô dâu. Đó, ông chú hai con dân rượu cho ông chú. Em của ông ngoại cô dâu á. Em ruột của ông ngoại cô dâu. Hai ly luôn đó rồi. Rượu này ngon quá. Uống đi chú ơi, uống tự nhiên đi chú ơi. Chú ơi, uống tự nhiên. Tặng cho hai con ngày vui. Cũng xin giới thiệu đây là hai con, đây là dì hai, gọi tức là mẹ hai, đây là dì Út. Đây là dì Út bên vợ con. Bên ngoài á. Rồi cầm chụp hình luôn này. Ông Út ơi, ông vô lại để em con đi ông Út ơi. Ông Út còn Út nữa nè, còn nãy giờ chưa, còn con Sáu rồi, có ai con nặng vô luôn cho gọi đi, nặng xóm đi. Hai con, để hai con. Em kêu ông Út kìa, có ông Út chút. Rồi rồi để cho nó chị bỏ đại đi chị. Con cũng xin giới thiệu hai con bưng rượu dâng cho cô Tư bên ba, cô Năm cũng là bên nội luôn, là anh ba. Rồi, ông Út ngồi đi ông Út. Đây là cô Tư cô Năm. Cái này nè con phải đưa qua đây nè, bên đây giờ để gán mặt cô Tư. Rồi mẹ đứng đây vô cái cứ uống tự nhiên. Rồi dòng cầm quà lại đi chị, lấy quà này cầm lại đi chị cầm quà này đại đại diện được rồi. Rồi nhìn nói rồi. Đây con xin giới thiệu đây là bác sáu của cô dâu. Mà đây là hai bác nha, hai bác Sáu của cô dâu. Mời rượu con. Ủa mẹ mày đâu rồi kìa. Khoan anh uống rượu đi anh Sáu, khoan anh đưa quà, cứ uống rượu tự nhiên anh Sáu, rồi quà tặng sau đó. Cho phần quà uống xong để lại đi, để ly rượu đấy, phần quà là chụp hình rồi nhân ngày vui ấy, bác Sáu ra tặng cho hai con ấy này, chúc hai con trăm năm hạnh phúc nha. Đây cũng xin giới thiệu, đây là bên ông Út, gọi là ông chú Út, và đây là bà cô Sáu của cô dâu.
cũng bên nội, hai con dân cụ cho hai ông bà. À, trên chảnh thì kêu ông bà, còn ở với mình ở đây là phân giai cấp, ông chú là ông chú, ông cậu là ông cậu. Đó là lạc quá chú. Khoan chú. Khoan. Rồi tặng quà đi. Cho quà cho ông nha. Rồi cầm 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 chú ơi. Rồi tiếp tục. À, cũng xin giới thiệu đây là dì năm, dì năm dưỡng năm của cô dâu. Kêu là dì năm dưỡng năm. Rồi cũng là ba, là gọi là ba năm với mẹ năm. Là dì cũng như mẹ đó. Chúc bà con những năm hạnh phúc. Xin chí hạnh phúc với ba mẹ thôi. Rồi quốc cạn luôn ta. Rồi nước lạnh con ơi. Migo lên hết vậy. Rồi. Rồi. Mày ké luôn không? À, đây cũng là xin giới thiệu, đây là một người em út, đây là cậu út của cô dâu, cậu út và mơ út của cô dâu. À, xin giới thiệu ạ. Rồi, mình uống luôn, mình uống luôn. Uống luôn rồi. Nướng không? Chưa đủ đồ. Tôi xin tự giới thiệu luôn là ông và vợ của Võ chính thức ngày hôm nay là đã là chính thức ông và vợ. À, thì giờ rể nó dâng cho ông và vợ ông ly rượu, cũng có tặng cho hai con nó không có nhiều. À, có hai cây vàng à để cho hai đứa làm vốn sau này. À, vợ chồng tôi chất mót được đứa con gái rồi, xong rồi tặng vàng cho tặng gái luôn cho rể tôi. Rồi sau này thôi, mà bây giờ hiện giờ hiện tại giờ ba chính thức là ba vợ của con. Rồi sau này có gì vợ con có gì đó, thì con cứ vợ chồng cứ san sẻ với nhau để ba mẹ chúc cho con được trăm năm hạnh phúc, rồi để hết đến cuộc đời này sống sao cho trọn vẹn giữa tình nghĩa vợ chồng nha. Quên đi hai tay của ai. Rồi vậy rồi. Rồi bạn ơi. Cảm ơn ba mẹ. Để trăm luôn vợ. Hai mình cũng mà. Lùm. Lùm. Giờ hôm nay bỏ miếng nước đá vô nó đã khác gì đâu á. Thêm nước đá. Rồi. Vụ gì thơm quá à. Tấm lắc. Mẹ tặng cho con tấm lắc. Mẹ cho con tấm lắc. Nhiều. Thôi hỏi nó đi. Đại đi không sao đâu. Hồi đó giờ chưa đóng phim. Đúng quá. Thôi nói chung ba mẹ tặng cho con những phần nào quý giá thì cả cuộc đời thì cũng quý giá rồi, nhưng mà cái vàng bạc thì nói chung là vậy thôi. Rồi bây giờ trước anh là xin bắt tay với anh Xui như Suya. Rồi hôm nay là cũng là tuyên bố chính thức là giữa tình Suya chúng ta là nội mãi mãi, là chúc cho hai đứa con cũng là mãi mãi như tình Suya chúng ta, giàu trước sau như một, khó khăn nào chúng ta cũng phải vượt qua, rồi tất cả kẻ thù nào chúng ta sẽ quyết thắng, không? Rồi hôm nay thì nói chung là ngày đóng đài chính thức, rồi Suya chúng ta thông giao đã hoàn thành hoàn tất, thì mình còn chỉ là đãi nhà hàng thôi. Rồi, ra ngoài xin anh Xui chị Xui là bên tất cả bên họ nhà trai thì mời qua nhà hàng để chung vui cho bữa tiệc rượu hôm nay với gia đình bên đàn gái. Trước hết là xin chúc sức khỏe hết tất cả mọi người trong nên đàn trai đã đến đây. Xin hết ạ. À, anh Xui đụng về tôi tay này luôn nè, mấy không? Rồi. Bắt tay lại. Cái tay gạt kìa. Gạt cho dữ nha. Hai bà Xui gạt kìa. Đúng rồi, tay kia kìa. Gạt lại lên. Rồi, nhìn máy cái nha, anh Xui ơi. Hai Xui biến sát vô luôn nha.